Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn test net của dự án Android nha các bạn. Android thì để tham gia hôm nay các bạn cần có một cái địa chỉ ví, đó là địa chỉ ví sonlet.io của tất cả các bạn nha các bạn. Đây mình sẽ đi test trên mảnh son nha các bạn. Một cái mảng khá là tiềm năng các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ ví của tất cả các bạn ra đây các bạn. Sau đó các bạn nhập vào ba gạch cùng, các bạn chọn mạng là dnet.sonlet.com đúng không ạ? Đây là mạng test nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã chọn mạng đó xong thì các bạn copy link test cho bằng link mô tả dưới video của mình. Rồi các bạn dán vào. Dán test này khá là dễ dàng luôn các bạn, làm được khoảng 10-15 phút các bạn. Rồi các bạn bấm vào connect nha các bạn. Tầm 5 phút rồi các bạn. Rồi các bạn connect với địa chỉ sonlet.io mạng test của tất cả các bạn nha các bạn. Sau khi connect xong thì các bạn bấm vào một forecast này các bạn. Rồi các bạn cờ lem tục cần son làm figa nha các bạn. Rồi sau đó các bạn cờ lem tiếp tục là còn USDC và còn USDT này các bạn, bấm vào cờ lem nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào verify tại Twitter đó các bạn. Rồi các bạn bấm đăng test nha các bạn. Rồi sau khi đăng test thì bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra nha các bạn. Các bạn vào một tờ tweet của tất cả các bạn nè. Bạn chia sẻ các bạn tờ tweet này nè. Các bạn gửi vô đây các bạn verify nha các bạn. Rồi bấm continue nha các bạn. Ok, mình đã nhận được tục cần là USDC và USDT bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng claim con tục cần có hiệu là REN BTC, các bạn cũng tiếp làm tương tự như các bạn. Các bạn tự quyết rồi các bạn copy link tự quyết. Rồi ông cắt lại nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã có được con tục cần USDC và con USDT nè các bạn. Các bạn nhắc vào mục là reset nha các bạn. Mục forecast nè. Rồi sau đó bạn nhấp vào một USDC và USDT là B này để mình đi bull nha các bạn. Connect server. Rồi các bạn connect với chỉ sonlet.io tất cả các bạn. Mở ra bấm continue. Rồi đây thì cũng có 1100 token USDC và 900 USDT thì các bạn chọn mắt nha các bạn. Đây chọn mắt luôn đi. Rồi các bạn bấm vào deposit nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào confirm nha. Sau dẫn ra ngoài ta bấm confirm nha các bạn, sau đó mở địa chỉ son let.io tất cả bạn ra nè. Bạn bấm chấp thuận nha các bạn, approve. Ok, sau khi các bạn đã start xong thì bạn bắt đáp lại nha các bạn. Hoặc chỗ đây các bạn còn dư son thì bạn sẽ swap một file lệnh nha các bạn, một farm bull này nọ luôn. Các bạn tiếp tục các bạn bắt đáp lại cái trang Android nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một bover nữa các bạn. Vào chưa? Đây là hình thức dai và cho dai nha các bạn. Dai mượn bover phải không các bạn? Mendran. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào một dưới đây các bạn. Rồi tiếp tục các bạn đi bullshit vào cái là B nữa các bạn. Rồi mình có bao nhiêu mình đi bullshit hết luôn. Rồi sau đó các bạn mở chỉ ví son của tất cả các bạn xác nhận nha các bạn. Phải mà các bạn. Đây mình chọn trang web cho máy tính nha các bạn. Mạng yếu quá. Mình làm hơi nhanh quá nên mình sẽ làm lại nha các bạn. Các bạn nhấp vào một vô nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một này nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một deposit chỗ này nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào deposit vào là B nha các bạn. Rồi các bạn bấm deposit nè. Sau đó các bạn mở địa chỉ với sonlet.io các bạn. Rồi các bạn bấm approve nha các bạn. Đây sẽ đồng hiện ta. Hiện nè các bạn. Bấm approve nha các bạn. Rồi nó kêu nắp ru nữa ta. Hai cái đi kìa. Rồi sau khi các bạn deposit xong thì các bạn bấm vào mục min này các bạn. Mục min là như là hình thức là mình vay mượn đó các bạn. Rồi các bạn có thể min bao nhiêu thì tùy các bạn. Đây có một. Các bạn cứ min đại 100 đi các bạn. Rồi bấm min nha các bạn. Rồi các bạn cũng mở cái địa chỉ sonlet.io các bạn bấm approve được các bạn.
Rồi bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào một website nha các bạn. Rồi đây thì mình sẽ trả ra nha các bạn. Tối đa là 75 tóc cần nha các bạn. Thì các bạn chọn có khoảng 15 20 đi. 70 đi. Không được. 15 tóc cần. Đây 30 đi. Cái này như hình thức là mình nãy mình mượn, mình min làm mượn nha các bạn. Ghép lại để mình trả nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một son let's your approve. Các bạn tổng khoảng 30 thôi nha các bạn. Rồi còn 70 cái nữa các bạn. Mười minimum. Rồi rồi cái phần withdraw thì mình rút là bên ra các bạn, còn qua cái phần pho bên cái phần farm này các bạn. Rồi các bạn harvest luôn, claim luôn các bạn. Rồi bấm approve nha các bạn. Bull farm. Ok vậy mình đã hướng dẫn các bạn test cái phần farm này của dự án Android nha các bạn. Nếu các bạn khi test các bạn có gặp lỗi nào thì các bạn lỗi gì thì các bạn vào join vào kênh Discord các bạn gửi feedback nha các bạn để các bạn nhận thưởng nhiều hơn nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cái nét của dự án Android đến đây kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nha.